Vâng, xin chào các bạn đến kênh xe đạp. Và lâu lắm rồi, hôm nay em lên một chiếc bên em địa hình mẫu mới về Phantom Sportsman. Vẫn là phiên bản với màu tông chủ đạo xanh trắng. Và xe này được rất nhiều các bác quan tâm. Hầu như những dòng xe địa hình thì bên em này là mẫu xe là hot nhất, mang thương hiệu của Phantom Sportsman, thương hiệu Mỹ. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, vẫn là màu tông xanh trắng đen. Đây, các bạn thấy rõ đấy, Phantom Sportsman, một mẫu model rất là hot bên em. Sơn bóng lì carbon, khung carbon. Và điều bên trên và đặc biệt bên trên là những cái dòng Phantom Sportsman này được phơn sơn với một lớp phủ dạng như là lớp phủ bóng la lô trên khung xe. Đấy, rất là bóng và sáng, khó có thể xước được những dòng xe Phantom Sportsman này. Đây, những cái đường vân đen bên trong vẫn là liểm nổi lên những cái đường 3D của carbon này, có thể thấy rõ đấy. Đây cũng là một mẫu rất hot bên em về dòng địa hình mà bên hôm nay bên em mới về, căng carbon tim 1974 chiếc. Size 26. Và mẫu này cũng được rất nhiều các bác quan tâm nhé, dòng địa hình carbon 17,5 frame size, tức là size 44-45, tức là size S thì các bác là từ 1m6 đến 1m7. Đây, các bạn thấy rõ rất bóng và sáng. Đây là như một lớp phủ bên trên gọi như là dầu bóng, rất là sáng nhé. Đây những đường vân 3D đây, Phantom Sportsman. Xe được sử dụng với đồ củ đề Shimano. Đây là Shimano Acera 9 tầng lip. Và xe này về có điều đặc biệt là được nâng cấp thêm cặp giảm sóc, khóa hành trình giảm sóc trên tay. Đây, khóa hành trình giảm sóc trên tay đây. Đóng mở sóc làm thế này các bác nhé. Vẫn là biểu tượng của Sportsman ở giữa trên xe. Và bên tay phải em là ba tầng đĩa của chính hãng Shimano Acera, tay nắm sừng trâu. Đây là một mẫu rất hot bên em. May bạc đạn, may bạc đạn. Kích thước lốp nhân 20, 26 nhân 1,95, lốp Maxim. Đùi đĩa Shimano chính hãng. Đây là một mẫu địa hình bên em mới về đây, cọc yên của Chubali, cọc yên thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng và làm về cọc yên ghi đông xe là có biết rất là rõ rồi. Chiếc yên chữ F này là hình như em đoán là của Petrolite. Đây, yên xe của Petrolite. Đằng sau thì nó hơi bị mấm chỉ tách một chút các bác nhé, không ảnh hưởng đến xe cả. Và những cái dòng Phantom Sportsman bên em về là rất là hot. Củ đề Shimano Acera trang bị với chín tầng lip Shimano, ba tầng đĩa, trong bộ điều của xe 27 tốc độ. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ đi chi tiết hoạt động của xe đây. Xe được trang bị với 9 tầng lip, chuyển động rất là êm và mượt mà. Lip của chính hãng Shimano, may bạc đạn. Đấy. Và hầu như chuyển động của xe không một lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Vâng, và em quay bên tầng đĩa đây. Xe sử dụng 3 tầng đĩa, đùi đĩa Shimano, xuống đĩa này. Vâng, lên đĩa.
Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Phantom Sportman Carbon. Giá rất tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bất là quan tâm thì là em qua Zalo 0975 709 943. Và lần này xe Phantom Sportman được người chủ cũ nâng cấp thêm với bộ khóa hành trình giảm tốc trên tay. Vâng, xe giá rất tốt bên em là 7.900.000. Vâng, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hẹn các bác vào trước ngày mai.